thân chào tất cả mọi người đã và đang theo dõi kênh YouTube Điện Độc Đáo. Trong video clip này mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái tủ mình vừa mới đấu. Thì đây là cái tủ sử dụng biến tần để điều khiển chạy thuần nghịch, có giới hạn hành trình. Tuy nhiên thì đây là cái tủ trung gian thôi, mình sẽ kết nối với cái tủ lớn nữa để thực hiện cái quá trình này, thực hiện theo cái nguyên lý đó. Bây giờ mình sẽ mở ra cho bạn xem ở bên trong tủ. Đây là cái phần ở bên trong tủ. Ở đây là mình sử dụng một cái quạt tản nhiệt cho cái biến tần, có sử dụng một cái biến áp. Cái biến áp 380 ra 220 để tiện cho việc điều khiển. Ở đây là mình sẽ sử dụng qua cái CB 10A, CB tép đôi 10A để ra cái nguồn khiển, Ở đây thì dùng cái biến tần chính, đó chính là RM5G 3 pha 400V một ngựa. Đồng thời ở bên phía bên đây thì mình có lắp thêm một cái điện trở xả nữa. Điện trở xả này là 400 ohm 100W. Thì dưới đây là cái phần đấu nối, domino đấu nối, thì ba pha mình sẽ đưa vào RXT là ở đây, và ga động cơ là ở đây, động cơ UVFW ở đây. Và đây là cái nguồn một pha để mình sử dụng khiển. Và ở đây là 2, 3, 4, tức là ba cái tiếp điểm này. Một tiếp điểm là tiếp điểm cơm, và tiếp điểm phía bên này là cái tiếp điểm chạy nghịch, và tiếp điểm này là tiếp điểm chạy thuận. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái phần này ra để cho các bạn dễ xem hơn chút. Mình sẽ tháo nó ra. Đây là cái đấu nối ở bên trong. Thì cái điện trở mình sẽ đấu vào B và BR nha. B đây và BR ở đây. Đây B, BR. RST thì vào và UVFW ra. À, cái 234 như nãy mình nói là cái thuần nghịch, cơm và thuần nghịch thôi. Thì chúng ta sẽ điều khiển và điều chỉnh ở chúng ta sẽ điều khiển qua đây, điều khiển chạy thuần nghịch qua đây, và sẽ điều chỉnh cái thông số thì ở trên cái bàn phím này. Thì hiện tại đối với video này mình chỉ là giới thiệu cho bạn thôi, chứ chưa có hướng dẫn các bạn để mà cài đặt cái biến tần RM5G này. Có lẽ là mình phải hẹn hướng dẫn cài đặt ở một cái video khác. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem cái video giới thiệu của mình. Nếu các bạn thấy video mang lại cái giá trị thì các bạn nhớ like, share và subscribe kênh để kênh phát triển và có thêm nhiều cái video hấp dẫn hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.